4-4-2 22 quá nguy hiểm. Đấy mới là hip hop. Anh em mình là kia đi nhỉ? Anh em mình là Phú Su Hằng. Anh em mình là trong người đông nặng. Chào mừng các bạn quay trở lại với S Channel. Và với cái chào vừa rồi thì các bạn biết chắc là bọn mình đã chuẩn bị reaction bài hát của nhóm nhạc nào rồi. Và đây là nhóm nhạc trong ngày đêm ngày hôm qua đã gây được quá nhiều bão, đặc biệt là trong giới hip hop underground. Và bây giờ bọn mình quyết định phải làm ngay reaction. Và nhóm nhạc đó chính là Zero Night. Ok ok, và bây giờ mình đàn bài POM. Xem nào, xem thử nào. Anh em sẵn sàng cho anh em chuẩn bị. Có 7 người. Đúng rồi, anh em đã chuẩn bị sẵn sàng bùng. Nó có 7 người thôi. Rồi, anh em nhạc không chín nhưng mà ok. Ok, giật. Rồi. Đấy. Hát ca phim rồi. Hát ca tê rồi. Ồ, này Việt Nam hả? Ừ, tao Hàn Quốc. Biết chưa? Zero Night. Gian quả nét chơi này. Áo phao à. Nhìn nóng quá. Nhìn ngốt. Cái màu cũng màu Hàn Quốc. Màu Hàn Quốc mà, thấy không? Cái tê này. Yo. Yeah, nghe phải nhóm lên nên thay đổi style. Cái đấy anh không biết, nhưng mà nhóm này thực sự là làm anh cảm thấy nghi ngờ về về anh có phải là người Việt hay không đấy. Không hiểu người ta hát gì luôn. Muốn nói tiếng Việt à? Anh tưởng là tiếng Anh. Thế anh xem có bật được sub không anh? Đây là sub rồi đấy. Đăng ký kênh là sản phẩm mới nhất rồi. Ừ. Hay là chính nhóm cũng không thể sub lại được. Tinh hoa mà hát. Bạn đẹp trai này. Nghe nhạc kiểu hip hop ấy. Hip hop ấy. Chắc. Trên màu có chiếc trẻ nhóc đều là Hàn Quốc. Nghĩa là cái background không có đẹp như Hàn Quốc thôi, nhưng mà nghe là Hàn Quốc. Vậy là cái kiểu diễn ấy, cái kiểu biểu cảm chưa tới. Mắt lông này chưa chợ hơn. Tại vì là đeo lên đấy. Wow, áo lông. Quay thấy cái áo quen không? Tại sao lại cứ phải mặc áo giống anh rồng nhà mình rồi? Thì đây là MV Hàn Quốc. Cứ là MV Hàn Quốc là mặc áo giống anh rồng. Phải học tập những điểm tốt của Hàn Quốc. Áo lông đang là xu hướng. Cập nhật xu hướng mới nhất. Chảy ra bao nhiêu áo lông thì không mặc, lại cứ phải mặc kéo áo lông này. Đây có phải là cái bạn mà hôm qua đúng rồi. Như kiểu mấy cái dây thừng ý. Wow, bắt nhạc. Nói thì thẳng quá nhưng mà thực sự là cái chất giọng rap nó vẫn chưa đủ để hay. Giọng thiếu độ trầm của nam đúng không? Thiếu cái độ trầm hoặc là thiếu một cái gì đó nó ra cái chất rap. Không phải rap là chỉ có độc là xong. What the hell siêu nhân à? Siêu nhân à? Trong tập siêu của Chi Phu. Wait, Joker phiên bản hỗ trợ à? Nhưng mà rõ ràng là em tưởng là khi mà hát thì quan trọng nhất là phải rõ lời. Rap nhưng mà vẫn nghe đâu sao được. Đây là phải có cái từ nghe. Không nghe được luôn. Biết rồi. Wow. Nếu như nghe đồn anh này là ngày xưa ở top 10 của Soul Thing Can Dance hay nào ấy. Đây anh này hả? Gắt không? Sao anh không nhảy? Chắc tí nữa mới nhảy. Nghe nhạc đau tai quá. Này thì không chỉ. Nhưng mà ngoài cái phần lời thì phần nhạc cũng được chứ. Ừ, nói chung là nhạc được, nhưng mà nhạc hơi mạnh. Ui. Wow. Mấy chị bên cạnh kiểu gắt đấy. Wow. Nếu mà vậy nhưng mà mày phải tỏ ra bất cần, nhưng mà đứa này không thấy là bất cần. Nhưng mà nó phải chết. Còn đây là vậy nhưng mà nó rất là kỳ, kiểu như là đồ mai cắt rồi dê là xong á. Này giống dây giang không? Dây không. Kiểu học tập hình ảnh ấy nhưng mà không chịu ấy, kiểu pha trộn nên cứ nhóm này một tí nhóm kia một tí ấy nhở. Chắc vá ấy. Nhưng mà MV đầu tư phết. Nghe bảo là MV này đầu tư 1 tỷ. Các anh này chiều cao hơn khiêm tốn hay là các anh? Chắc là do anh luôn. Hay là do góc quay? Không, do luôn rồi đấy. Đều nhau nhỉ? Mấy cái cảnh này cũng hay nhỉ? Chắc góc có. Đoạn nhảy được, đoạn nhảy này ok này. Nói chung chắc là nếu mà xem cả vũ đạo thì anh thấy vũ đạo này ok mà.
nhạc thì cũng được, em thấy nó hơi mạnh, nó kiểu nó mạnh từ đầu cuối ấy. Em thì biết nhảy rồi nhưng mà anh hát chưa tốt lắm rồi. Ở đây ai là vocal chính? Chả biết. Thật ra thì nhạc cái kiểu nhịp thì ok, nhưng mà cái cách hát với lại cái cách diễn thì cái bài hát này ok rồi. Lời thật sự là không nghe thấy gì. Lời không nghe được một chữ gì, nghe được mỗi chữ bom bom. Đó là deadline 12.000 hả? Cái làn sóng nhạc hip hop mới này bọn mình vừa được tiếp xúc. Chiều là một rapper và là một người rất đam mê nhạc hip hop, em cảm thấy gì khi mà em được tiếp xúc với một làn gió mà kiểu nói là hip hop mang đậm chất là đẳng cấp thế giới ấy. Kiểu only can say này. Đây là cảm xúc của em. Thì trước khi xem cái MV này thì là cũng có xem đoạn các bạn ấy phỏng vấn rồi. Các bạn bảo là Zero này, thì là các bạn muốn mang một cái văn hóa hip hop, một làn sóng mới nhạc cho hip-hop nhạc Việt. Nhạc hip hop đúng không? Thì mình nghĩ là nó phải kiểu má mặt tân. Cái máy. Nhưng mà ra tại vì anh vẫn thấy là tại vì mình làm không tới và kiểu mà Nam lạ lắm, nếu mà làm hay thì ok, mà nếu mà nó làm Hàn Quốc rồi là hợp lẽ phải tới, còn nếu mà nó dở dưới ương ương là thành thảm họa hết. Nó là như vậy. Thật ra thì mấy bạn cũng mới cũng trẻ mà, cho nên là phải động viên người ta để người ta tiến bộ. Đúng rồi, tại vì cái deadline này hơi bị nhiều thôi, nhưng nói chung là nếu mà không hay thì bạn đừng deadline thật nhiều. Giống như bọn mình này, nếu không hay cũng đừng deadline, Em đọc lại được có cái bộ giáp xiếc ấy. Cái bộ giáp xiếc. Gọi ấn tượng đầu lâu trong tay vậy. Nhưng mà kiểu gì mọi người cũng sẽ chê là không nghe rõ lời này, rồi rap không hiểu gì. Thì đấy chắc là chê cũng nhiều rồi, nhưng mà công nhận là mấy em trong MV này trông cũng đẹp trai. Nói chung là cái ngoại hình là tối thiểu đúng không nhỉ? Ngoại hình là tối thiểu cần có để làm ngoại hình là điều kiện đầu vào với chị ạ. Điều kiện đầu vào. Thì thấy nhạc cũng được mà, chị thấy nhạc ok mà. Có cái phần lời không hiểu được. Có lẽ là các bạn đã tập trung vào vũ đạo. Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao lại hát rap? Thì nhưng mà anh nghĩ là nên, nếu mà nhóm này nên làm kiểu mà một nửa này rap với một nửa kia hát nhạc. Phải có một đoạn nhạc, đoạn nhạc nào đấy mà nó rất là bắt tai á, nó rất là hút, kiểu hút song của anh Thắng Mạo á. Cái nhạc thì có lý là ở Hàn Quốc hay là một người rap không một người đó. Nhưng mà thật ra thì lúc mà anh nghe bảo các bạn bảo sẽ mang một dàn vào hip hop mới thì mình sẽ nghĩ là kiểu chắc là nó sẽ mang một cái gì đấy nó kiểu hip hop mà kiểu nó hơi, thật ra thì nó có thể thị trường một tí nhưng mà nó có thể thuần mỹ hơn như kiểu theo cái kiểu phong cách của mấy anh rapper bên nước ngoài mấy anh kiểu không phải Tupac mấy anh bây giờ kiểu Migos hay là Future anh mà rap mà một kiểu là thêm là càng ngày càng đi lên. Thôi đi, đến khi mà ra được 3-4 bài người ta phát hiện ra những cái bài hát của Chi Phu không ai hay bằng cô ấy. Anh thật bây giờ bọn em đi ra ngoài mà em bật những bài kiểu Feel Like Oh, cái thứ có ai bật bản Hương Tràm, ai bật các bản khác không, hay người ta bật bản Chi Phu. Đến lúc mà chúng ta nghe lại, qua một cái quá trình chúng ta nghe lại thì chúng ta thấy là wow, Chi Phu hát những bài của cô ấy vẫn là hay nhất, vẫn là the best. Tức là một cái bài rất cái style rất là nặng và rất là dị. Nếu như bạn không đổ nhiều tiền vô, bạn không thuê ekip xịn vô thì nó sẽ ra một cái đống. Và cái đống đó nó đạt 12.000 là dislike. Mà cũng có thể là tại vì rap ở Việt Nam người ta chỉ chủ nó rap một kiểu underground hơn, kiểu mà đời hơn, chứ không phải là rap theo kiểu mà hơi. Đến lúc mà ra sản phẩm thì mình lại thấy là đây là một cái nhóm nhạc mà đi theo cái phong cách Hàn Quốc. Và thật ra thì không có chuyện gì sai với nó cả. Tuy nhiên thì cái việc mà họ tự nhận mình là một nhóm nhạc hip hop đã gây một cái làn sóng rất là mạnh mẽ trong phong trào trong cộng đồng anh em underground. Mang đến nữa. Những người mà yêu thích underground, những người thích hip hop thì họ sẽ cảm thấy là họ đang bị thiếu tôn trọng. Đúng rồi, bởi vì cái dòng nhạc này thì rõ ràng không phải là dòng hip hop. Và bản thân là, tức là cái nhạc này thì ra mình cũng nghe nó vui thôi. Chứ còn nếu mà các bạn nghe thử trực tiếp bài này thì mình cam kết các bạn là các bạn mà không nhìn lyrics, các bạn không hiểu các bạn những cái người này đang hát. Chẳng có lyrics cho anh nhìn. Nó có lyrics ở dưới, nhưng mà mình không thể vừa xem video vừa xem lyrics được. Bây giờ em được xem không? Có, mời em đây. Đây, ví dụ như là mình sẽ có một số đoạn lyrics đây như kiểu là Hey yo, đêm nay anh sẽ là boss, bóng dáng ai xinh làm anh so hot này. Lực lượng My Frame of Me. My Frame là gì? My Frame chắc là fanpage. Bọn Tăng Nhật Duệ thực sự là từ trước bây giờ thì anh vẫn đánh giá khá thích cái cách làm nhạc của anh này. Đó, nên là anh nghĩ là sẽ nhóm này có tương lai. Được không? Tương lai. Ừ, có tương lai. Khi tên của anh làm nên Dead Mini dẫn tất cả mọi người history. Các em ngồi đây nghe flow anh đi, chill with me. Cả nhà cái tất crazy, để lại crazy, nó so fancy, rồi nó đang đến VIP flow me. Anh biết bài này chắc là phải chill lắm.
Đấy, nói chung là crack cung cung. Các cung cung, các là các bum bum. Nghe nó hơi tái. Ờ, nghe là tái rồi, chỉ không chín nghe hơi tái. Đấy, vậy. Còn nếu mà bạn mà vẫn thích rap thì mình bật mí luôn là sắp tới sẽ có một bài rap dành riêng cho channel. Các bạn cứ đợi mà xem coi thử coi nó như thế nào. Có không? Có. Chị có đọc, chị có câu một cái đoạn demo cho mấy bạn nghe demo trước. Đây.